Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với anh chị về bài số 01 trong khóa học chứng khoán cơ bản về chủ đề chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Lý do tại sao chúng ta cần phải học và để hiểu được chu kỳ kinh tế để chúng ta có thể đầu tư trên thị trường chứng khoán thì xin chia sẻ với tất cả các anh chị, thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế và thị trường chứng khoán phản ánh cái sức mạnh nội tại của nền kinh tế của chúng ta ở trong tương lai. Khi chúng ta hiểu được bản chất của thị trường cũng như là chúng ta hiểu được nắm rõ về chu kỳ kinh tế thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra các quyết định đầu tư một cách tốt nhất. Và thế thấy rằng rất nhiều những nhà đầu tư ở trên thị trường của chúng ta chỉ quan tâm đến bảng điện và chỉ quan tâm mua bán mà bỏ qua cái chu kỳ kinh tế và bỏ qua sự so sánh giữa chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán, thì đây là một lỗ hổng rất lớn và chúng ta cần phải bổ sung. Và ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ với các anh chị về chu kỳ kinh tế đối với thị trường chứng khoán để các anh chị có thể nắm rõ được, từ đó chúng ta có cách nhìn chung và dài hạn trong cái quá trình đầu tư, và từ đó chúng ta sẽ biết được những cái cổ phiếu nào chúng ta nên tham gia và tại thời điểm nào chúng ta nên tham gia. Thì xin mời tất cả các anh chị của chúng ta cùng đón xem. Vậy chu kỳ kinh tế là gì? Thế xin chia sẻ với các anh chị như sau. Chu kỳ kinh tế là những biến động có tính chu kỳ của một nền kinh tế, bởi thị trường không mãi tăng trưởng cũng không mãi suy thoái mà biến động liên tục, khó kiểm soát. Chu kỳ kinh tế thể hiện ở các chuỗi sự kiện được lặp đi lặp lại theo thời gian. Mặc dù sự kiện kinh tế của các chu kỳ không giống nhau nhưng chúng sẽ có những cái đặc trưng tương tự như nhau. Và cụ thể, chu kỳ kinh tế sẽ được đo lường bằng sự biến động của GDP thực tế tạo nên sự luân phiên của các sự kiện suy thoái, phục hồi, hưng thịnh. GDP là gì? GDP hay tổng giá trị tiền của các sản phẩm dịch vụ cuối cùng được sản xuất ở một quốc gia và xác định trong một thời gian nhất định. Chu kỳ kinh tế sẽ bắt đầu bằng cuộc suy thoái với hai quý liên tiếp ở tình trạng GDP thực tế ở mức tăng trưởng âm. Và xin chia sẻ với tất cả các anh chị chúng ta, đây là một cái chu kỳ kinh tế hay là chu kỳ kinh doanh, thì chúng ta thấy rằng đối với chu kỳ kinh tế sẽ có những cái giai đoạn đáy và sau đó xuất hiện những cái trạng thái phục hồi, sau đó là nền kinh tế của chúng ta bước vào hưng thịnh, và sau đó khi mà thị trường và chu kỳ kinh tế của chúng ta ở giai đoạn hưng thịnh hay là ở giai đoạn đỉnh thì kinh tế của chúng ta có xu hướng là suy thoái và sau đó xuất hiện những đợt khủng hoảng, và sau những đợt khủng hoảng thì bắt đầu lại một chu kỳ phục hồi. Thì đó là luân phiên giữa chu kỳ, đó là phục hồi, hưng thịnh, suy thoái và khủng hoảng. Và chúng ta thấy rằng đó là tạo nên một nền kinh tế của chúng ta đang hướng lên với tổng GDP của chúng ta tăng trưởng. Thì đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Và với quy luật về nền kinh tế thì xin chia sẻ với các anh chị, đó là liên tục có những cái giai đoạn tạo đáy và tạo đỉnh. Và vấn đề chúng ta cần biết đó là khi nào nền kinh tế của chúng ta tạo đáy và có những cái dấu hiệu như nào, và khi nào nền kinh tế của chúng ta tạo đỉnh và từ đó chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư. Theo thế đánh giá là như này, vấn đề cái bài học đầu tiên trong cái khóa học cơ bản đó là chúng ta cần phải nhìn rõ là nền kinh tế của chúng ta đang ở đâu, thị trường chứng khoán của chúng ta đang ở giai đoạn nào, từ đó chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu về các ngành cổ phiếu và các dòng cổ phiếu, sau đó mới đến các cổ phiếu, từ đó mới đưa ra chúng ta những cái điểm mua, lựa chọn các cổ phiếu và những cái điểm mua và điểm bán. Chứ chúng ta đừng đi ngược lại, đó là chúng ta chỉ nhìn về cổ phiếu xong đó là chúng ta mua bán mà chúng ta không có một cách view trung hạn và dài hạn, thì như vậy rất là rủi ro trong quá trình đầu tư của chúng ta. Sẽ có những cái thời điểm các nhịp điều chỉnh là những cái nhịp điều chỉnh để đi lên, tuy nhiên có những cái đợt sụt giảm thì lại là những cái đợt sụt giảm tạo đỉnh. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ chu kỳ kinh tế để chúng ta có cách nhìn chung và dài hạn, từ đó các quyết định đầu tư của chúng ta sẽ tốt hơn và mang tính ổn định cũng như là tăng trưởng một cách bền vững hơn. Xin chia sẻ với các anh chị là với chu kỳ kinh tế của chúng ta có các giai đoạn như sau, đó là giai đoạn suy thoái kinh tế dùng để chỉ sự giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh nói chung cùng thời gian ở một khu vực nhất định của nền kinh tế vĩ mô. Còn giai đoạn sau giai đoạn suy thoái kinh tế đó là giai đoạn khủng hoảng kinh tế, một định nghĩa khi nền kinh tế bị rơi vào trạng thái mất cân bằng tổng thể hoặc mất cân bằng trong các lĩnh vực nhất định. Sự mất cân bằng này diễn ra gây ra cái sự rối loạn và thiệt hại lớn trong đời sống, kinh tế và xã hội. Sau giai đoạn thị trường của chúng ta suy thoái và bước vào khủng hoảng thì thị trường của chúng ta, nền kinh tế của chúng ta có những giai đoạn phục hồi.
và thể hiện đó là sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế. Và khi lượng thực tế từ vị trí đáy của nền phục hồi ở mức sản lượng tiềm năng và tới mức tới đỉnh mới của chu kỳ, ở thời kỳ này tỷ lệ thất nghiệp giảm, tỷ lệ hàng tồn kho giảm, thu nhập tăng, thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động trở lại để giúp đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Giai đoạn hưng thịnh là giai đoạn tốt nhất của nền kinh tế và đây là thời kỳ đỉnh cao trong một chu kỳ kinh tế, khi GDP, năng suất làm việc, hoạt động tiêu dùng, sản xuất của nền kinh tế đã lên mức cực đại. Có thể hiểu đơn giản, đây là giai đoạn mà nền kinh tế đã chạm tới mức đỉnh cao nhất và đã phát triển hết tiềm năng vốn có của nó. Và thông thường sau giai đoạn này là sẽ không kéo dài và rất dễ tiến vào giai đoạn đó là suy thoái kinh tế và dẫn đến là khủng hoảng kinh tế. Đó là từ cái chu kỳ tăng và bước vào chu kỳ giảm. Và lưu ý với các anh chị đó là giai đoạn phục hồi và hưng thịnh là giai đoạn thị trường đang bước vào cái xu hướng tăng và chu kỳ tăng. Còn chu kỳ kinh tế của chúng ta bước vào một cái xu hướng giảm, đó là giai đoạn suy thoái kinh tế và đỉnh cao đó là khủng hoảng kinh tế, gây ra sự mất cân bằng và rối loạn. Vấn đề khi mà chúng ta hiểu được những cái trạng thái như vậy thì chúng ta hiểu được năm 2023 đó là nền kinh tế của chúng ta như thế nào và thị trường của chúng ta ra sao. Với quan điểm và với cách nhìn nhận cá nhân của Thế thì Thế đánh giá rằng đó là năm 2023 thị trường nền kinh tế của chúng ta đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn phục hồi trở lại sau giai đoạn khủng hoảng của cuối năm 2022, và nền kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán của chúng ta đang bắt đầu duy trì cái đà tăng trở lại. Và có thể nếu với chu kỳ kinh tế diễn ra khoảng độ 2 đến 3 năm thì Thế thấy rằng đó là thị trường của chúng ta sẽ bước qua giai đoạn phục hồi đến giai đoạn hưng thịnh vào năm 2025 và sau đó có thể sẽ là bước vào một cái giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế tiếp. Vấn đề chúng ta cần phải hiểu được nền kinh tế chúng ta đang ở giai đoạn nào, từ đó chúng ta đưa ra được các quyết định đầu tư một cách sáng suốt nhất. Thì khi nền kinh tế của chúng ta phục hồi và bước vào hưng thịnh thì chúng ta thấy rằng đó là sức cầu tăng, việc làm rất là nhiều, thu nhập của nhà đầu tư cũng như là thu nhập của người dân ở mức tăng cao, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, lãi suất thấp, sản xuất tăng và lạm phát thấp, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng nhìn thấy cái bức tranh rất là đẹp khi nền kinh tế của chúng ta bước vào một cái chu kỳ tăng. Nhưng ngược lại, khi mà nền kinh tế của chúng ta bước vào một cái chu kỳ giảm, đó là nhu cầu đạt đỉnh, dư thừa cái nguồn cung, việc làm thì ít đi, thất nghiệp thì tăng dần, thu nhập thì suy giảm, tăng trưởng thì chậm dần, lãi suất cao và lạm phát cao, thì đó là những cái điều rất là tiêu cực. Và khi tất cả những cái điều này tiêu cực đến cùng một lúc và cùng thời điểm và tạo ra những cái sự khủng hoảng kinh tế, và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng và thị trường chứng khoán của chúng ta. Và suy thoái và khủng hoảng diễn ra như thế nào thì xin chia sẻ với các anh chị về nguyên nhân của suy thoái kinh tế. Thực ra đó là trong một chu kỳ kinh tế thì cái việc mà kinh tế từ phục hồi đến hưng thịnh là cái giai đoạn phát triển hết những cái tiềm năng vốn có của nền kinh tế thì sẽ bước vào một cái giai đoạn suy thoái, và đây gần như là một sự kiện hiển nhiên trong một chu kỳ kinh tế. Và đó là lưu ý với các anh chị nguyên nhân diễn ra cái suy thoái kinh tế đó là thay đổi cấu trúc trong ngành kinh tế. Nền kinh tế có thể phát triển hết tiềm năng vốn có nên việc thay đổi cấu trúc làm bão hòa và chờ đến giai đoạn suy thoái. Ngoài ra, một số giả thuyết khác cho rằng suy thoái kinh tế là điều tất yếu phải xảy ra của cái suy thoái tài chính. Còn nguyên nhân khủng hoảng kinh tế là như thế nào? Các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế như là chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai và ảnh hưởng của các cuộc suy thoái khu vực chính là nguyên nhân dẫn đến cái khủng hoảng kinh tế. Về khủng hoảng tài chính thì đây là nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất. Tài chính là yếu tố quan trọng điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Sự khủng hoảng của thị trường tiền tệ sẽ gây ra sự khủng hoảng trong toàn bộ hệ thống ngân hàng và dẫn đến sự sụp đổ của chứng khoán và các ngành liên quan đến tài chính. Thứ hai đó là bong bóng kinh tế. Khi mà giá trị của hàng hóa tăng một cách vô cùng vô lý và đột biến, ví dụ thực tiễn nhất là vào năm 2007 và 2010, đó là ngành bất động sản Việt Nam đã đối mặt với bong bóng bất động sản và gây nên tình trạng thị trường ảo và sau đó cái thời gian suy thoái kéo dài trong vài năm. Và tiếp theo đó là nguyên nhân về lạm phát, đó là khi mà sức mua của đồng tiền giảm, đồng thời giá cả của hàng hóa và dịch vụ liên tục tăng theo thời gian với cùng một cái đơn vị tiền tệ và người tiêu dùng mua được ít hàng hóa hơn so với cái thời gian trước.
về cái giai đoạn giảm phát, đó là ngược lại với giai đoạn lạm phát, thì mức giá chung của sản phẩm và tài sản trên thị trường liên tục giảm. Và điều này xảy ra trong các trường hợp đó là hàng tồn kho nhiều, cung nhiều hơn cầu và thị trường không tiêu thụ được cái số lượng lớn hàng hóa đã sản xuất ra. Và nguyên nhân tiếp theo đó là giảm chi tiêu cá nhân và hộ gia đình, hiện tượng tất yếu của tiêu dùng. Khi lo lắng về nền kinh tế thị trường, họ sẽ giảm chi tiêu, cắt giảm những cái khoản không cần thiết và chờ đợi nền kinh tế phục hồi trở lại trong trong tương lai. Và lưu ý với tất cả các anh chị đó là qua cơn vĩ cực rồi sẽ tới hồi thái lai, và nghĩa là những cái điều gì tồi tệ nhất thì đó là sẽ đến những cái nhịp tươi sáng. Và chúng ta đã trải qua thị trường chứng khoán cũng như là giai đoạn nền kinh tế của những năm 2022 và năm 2023 thì chúng ta đã hiểu rõ cái sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là đến nền kinh tế của chúng ta ra sao. Và chúng ta thấy rằng điều mà chúng ta nhìn rõ, rất rõ, đó là thị trường của chúng ta, cũng thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi nền kinh tế của chúng ta bước vào suy thoái. Và thị trường chứng khoán của chúng ta là giảm từ mốc 1.500 điểm xuống mốc 880 điểm, đó là thị trường chứng khoán của chúng ta cũng giảm rất là mạnh. Và điều mà chúng ta thấy rằng đó là rất nhiều các cổ phiếu giảm điểm rất là mạnh, từ 50, 60, 70, có những cổ phiếu giảm đến 90-95% so với những cái vùng giá đỉnh. Và điều này là tác động rất lớn đến tài khoản của các nhà đầu tư khi mà đang nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn suy thoái. Thế nên là việc mà chúng ta rất quan trọng đó là chúng ta nhận diện được đó là nền kinh tế của chúng ta đang ở giai đoạn như thế nào, và chúng ta cái hành động giao dịch cũng như là hành động mua bán cổ phiếu của chúng ta ra sao. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải kiểm soát và chúng ta cần phải chủ động trong quá trình đầu tư. Và bây giờ Thế sẽ chia sẻ với các anh chị về mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và chu kỳ kinh tế. Lưu ý với tất cả các anh chị, thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế và là phản ánh cái kỳ vọng tương lai của doanh nghiệp và nền kinh tế. Và đồ thị chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán có tính tương đồng. Tuy nhiên, biểu đồ của chứng khoán thường đi trước biểu đồ chu kỳ kinh tế của một quốc gia. Với kinh nghiệm của cá nhân Thế thì Thế thấy rằng đó là biểu đồ chứng khoán của chúng ta thường đi trước từ 3 đến 6 tháng so với cái chu kỳ của nền kinh tế. Giả sử chúng ta thấy rằng đó là thị trường chứng khoán của chúng ta đã tạo đáy vào tháng 11, tháng 12 năm 2022 và sau đó tầm khoảng độ 3 đến 6 tháng thì nền kinh tế của chúng ta mới tạo đáy. Nghĩa là chứng khoán đã phản ánh và phản ánh trước những cái diễn biến của nền kinh tế của chúng ta trong tương lai, vì đó là phản ánh và kỳ vọng của tương lai, những cái điều xấu nhất trên thị trường đã ra rồi thì khi đó là thị trường của chứng khoán của chúng ta cũng sẽ tăng. Và ngược lại, khi mà nền kinh tế của chúng ta đạt đỉnh trong năm 2022 thì chúng ta thấy rằng đó là đầu năm 2022 là đó là thị trường chứng khoán của chúng ta đã đạt mức ở vùng đỉnh, đó là 1.500 điểm, và sau đó thị trường của chúng ta sụt giảm rất là mạnh. Và trong năm 2022 thì chúng ta thấy rằng với những cái chỉ tiêu về GDP tăng trưởng của chúng ta khá là tốt ở các quý, tuy nhiên đó là tạo đỉnh của thị trường và nền kinh tế của chúng ta đã bước vào một cái giai đoạn chu kỳ đi xuống. Và khi mà nền kinh tế của chúng ta đang ở giai đoạn suy thoái thì thị trường chứng khoán thì đã chạm đáy. Lưu ý với các anh chị nhé, đó là thị trường chứng khoán của chúng ta chạm đáy trước, và khi nền kinh tế của chúng ta chạm đáy thì thị trường chứng khoán của chúng ta đã có những cái dấu hiệu hồi phục trở lại rồi và bắt đầu tăng nhẹ. Với cái giai đoạn thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất khi nền kinh tế bước vào cái giai đoạn phục hồi, và cuối cùng khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất là chứng khoán của chúng ta lại suy thoái và đi xuống. Lưu ý với các anh chị đó là có rất nhiều cái trường hợp mà nhà đầu tư của chúng ta bị sai lầm ở những cái trạng thái như này. Đó là nhà đầu tư của chúng ta nghĩ rằng đó là kết quả về GDP tăng trưởng giữa các quý rất là tốt, nhưng tại sao thị trường chứng khoán của chúng ta lại đi xuống? Vấn đề là thị trường chứng khoán phản ánh kỳ vọng và những cái điều tốt đẹp đó đã phản ánh từ 3 đến 6 tháng trước rồi. Thế nên các anh chị cần phải tách biệt hai vấn đề và chúng ta phải hiểu rõ về cái chu kỳ kinh tế. Và khi hiểu rõ chu kỳ kinh tế như này thì khi mà thị trường của chúng ta và nền kinh tế của chúng ta bước vào khủng hoảng thì chúng ta luôn luôn chủ động xử lý tài khoản cũng như là đưa tài khoản về cái mức an toàn nhất. Và cũng chia sẻ với các anh chị đó là khi thị trường bước vào giai đoạn suy thoái, thị trường chứng khoán downtrend, thì việc mà chúng ta giữ tiền là cái điều quan trọng nhất thay vì chúng ta tìm kiếm các cơ hội trên thị trường. Và chúng ta thấy rằng từ mối quan hệ mật thiết của thị trường chứng khoán và chu kỳ kinh tế, nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm mua vào và bán ra một cách hợp lý nhất.
dự đoán cái sự tăng giá của các mã cổ phiếu và từ đó đưa ra các lựa chọn đầu tư một cách phù hợp. Và bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào? Chúng ta đang ở vào tháng 8, ngày 8 tháng 8 năm 2023 và chúng ta đang ở giai đoạn nào? Thì cũng chia sẻ với các anh chị đó là vào giai đoạn cuối tháng 3 đó là ngày 24 tháng 3 năm 2023, Thế đã bắt đầu khuyến nghị các anh chị mua và nắm giữ cổ phiếu trong trung và dài hạn khi Thế nhận thấy rằng đó là thị trường của chứng khoán của chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn chu kỳ tăng trở lại và nền kinh tế của chúng ta cũng đang có cái dấu hiệu gọi là tạo đáy, và đó là đã khuyến nghị các anh chị mua và nắm giữ. Thì đến hiện tại là thị trường chứng khoán của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phục hồi, và với cái quan điểm của Thế là thị trường chứng khoán của chúng ta đang bước vào giai đoạn phục hồi và nền kinh tế của chúng ta cũng đã bắt đầu đi qua cái giai đoạn suy thoái rồi và đang dần dần có những cái trạng thái tăng trưởng trở lại. Với cái đồng hồ về biểu thị về cái chu kỳ của nền kinh tế thì chúng ta đang ở mốc đó là 8 đến 9 giờ. Đó là cái giai đoạn gọi là phục hồi của nền kinh tế và thị trường chứng khoán của chúng ta đang ở cái giai đoạn từ 8 đến 9 giờ. Thì khi nhìn vào đó thì đối với các anh chị và nhà đầu tư trung và dài hạn thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta còn cái giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán khi mà nền kinh tế của chúng ta bước vào những cái giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trở lại, đúng không? Và với những cái chu kỳ tăng này thì theo kinh nghiệm của Thế này thường diễn ra trong vòng 2 năm, trong vòng 2 đến 3 năm, thì đó là chúng ta còn rất rất nhiều cơ hội ở trong thời gian tới, và đó là những cái cơ hội mà chúng ta không thể bỏ qua. Và khi nào mà chúng ta thấy rằng đó là những cái trạng thái chẳng hạn như là các cổ phiếu vốn hóa lớn, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và chính sách của nhà nước như là tiền tệ nới lỏng này, bất động sản bắt đầu có những cái sự hồi phục này, dự trữ ngoại hối bắt đầu tăng này, và rất rất nhiều các cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh trong cái giai đoạn bùng nổ như thế này là những cái thời điểm mà chúng ta cần thận trọng hơn. Và khi mà có những cái tín hiệu về dấu hiệu về lãi suất bắt đầu tăng trở lại là những cái thời điểm mà chúng ta rất rất lưu ý. Và những anh chị đầu tư trung và dài hạn mà khi mà chúng ta thấy rằng có những cái trạng thái về gãy chen trong trung và dài hạn là lúc cái thời điểm mà chúng ta cần phải tránh ra và chúng ta cần phải đứng ngoài thị trường, vì có những cái giai đoạn từ giai đoạn thị trường nền kinh tế của chúng ta suy thoái và bước vào khủng hoảng thì chia sẻ với các anh chị có những cái cổ phiếu giảm đến 90-95%, đó là một cái điều rất khủng khiếp ở trên thị trường chứng khoán. Và vấn đề nếu mà chúng ta không chủ động, không có kế hoạch tốt thì tài khoản của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề trên thị trường chứng khoán, và đó là lý do chúng ta cần phải biết được chu kỳ kinh tế để chúng ta có thể đầu tư được. Và vậy chúng ta lựa chọn các lĩnh vực và mã chứng khoán đầu tư theo chu kỳ kinh tế ra sao thì lưu ý với các anh chị như sau, đó là trong cái giai đoạn đầu chu kỳ kinh tế và các nhóm ngành như sau, đó là chúng ta nên lựa chọn các nhóm ngành tài chính, ngân hàng, vận chuyển, logistics thường sẽ được nhà nước bơm dòng tiền vào để phục hồi, và nhu cầu nền kinh tế phục hồi sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho lĩnh vực logistics. Do vậy các mã blue chip của các lĩnh vực như là chứng khoán, ngân hàng, vận chuyển, logistics sẽ có lợi cho các nhà đầu tư của chúng ta. Đó là giai đoạn mà nền kinh tế của chúng ta tạo đáy. Còn giai đoạn phục hồi thì sao? Đó là các nhóm ngành như công nghiệp, công nghệ, xây dựng, cung cấp vật liệu và sự lựa chọn lý tưởng để chúng ta có thể đầu tư. Bởi vì trong thời điểm này, các nhóm ngành này bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại và bứt phá mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư. Còn đối với cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta tạo đỉnh, đó là các nhóm ngành như là tiêu dùng, trang sức này, kim loại, năng lượng, y tế, du lịch sẽ có cái tác động tăng trưởng mạnh và phát triển do nhu cầu của người dân tăng trưởng mạnh. Và lưu ý với tất cả các anh chị đó là khi mà nền kinh tế của chúng ta tạo đỉnh hay thị trường chúng ta chứng khoán của chúng ta đang ở vùng đỉnh, đó là thời điểm mà rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta có thu nhập rất cao và vấn đề kiếm tiền rất dễ ở trên thị trường cũng như là tham gia vào đầu tư kinh tế, thì đó là cái thời điểm mà nhà đầu tư cá nhân của chúng ta có một cái lượng tiền mặt rất là dồi dào. Và các nhóm ngành chẳng hạn như là tiêu dùng trang sức, kim loại, năng lượng, y tế, du lịch sẽ là những cái nhóm ngành có thể bứt phá khi mà giai đoạn thị trường của chúng ta tạo đỉnh. Còn giai đoạn suy thoái kinh tế thì sao? Đó là phần lớn các lĩnh vực không có thuận lợi trong việc đầu tư trong chứng khoán khi mà thị trường chứng khoán của chúng ta trong giai đoạn suy thoái kinh tế. Tuy nhiên vẫn có một cái số nhóm ngành hưởng lợi từ suy thoái kinh tế và đi ngược lại với xu hướng của thị trường chung. Nhưng vấn đề giả sử khi mà chúng ta là nhà đầu tư thì trong giai đoạn suy thoái thì chúng ta một là nên đứng ngoài theo dõi thị trường, hai là chúng ta nếu đầu tư thì chúng ta chỉ đầu tư 1/10, 1/20 tài sản của chúng ta
như đầu tư ở trong giai đoạn mở uptrend, để và chúng ta cần lựa chọn các nhóm ngành như là có thể bất động sản, ngân hàng. Nhà đầu tư có thể phân tích để lựa chọn các mã chứng khoán phù hợp và tham gia tại những vùng giá phù hợp. Nhưng nếu mà có tham gia thì chúng ta nên đánh ngắn. Còn an toàn nhất đó là chúng ta sẽ đứng ngoài khi mà thị trường của chúng ta bước vào downtrend, nền kinh tế của chúng ta bước vào suy thoái và khủng hoảng. Đó là chia sẻ với các anh chị. Và thế muốn nhấn mạnh với tất cả các anh chị đó là chúng ta cần phải hiểu rõ cái chu kỳ kinh tế của chúng ta đang ở đâu, thị trường chứng khoán của chúng ta đang ở đâu, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách hợp lý nhất, và để làm sao để chúng ta tận dụng cái đà tăng trưởng một cách tốt nhất. Trong cái thời điểm này, đó là ngày 8 tháng 8 năm 2023, rất nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng là thị trường chứng khoán của chúng ta có thể tạo đỉnh và giảm điểm mạnh sau một cái quá trình liên tục tăng ở trong thời gian vừa qua. Thì xin chia sẻ với các anh chị là nếu thị trường của chúng ta có những cái nhịp điều chỉnh hoặc có những cái nhịp giảm thì đó cũng là những cái nhịp điều chỉnh và nhịp giảm ngắn hạn. Còn xu hướng là của chúng ta vẫn là một cái xu hướng tăng. Và lưu ý với các anh chị đó là nền kinh tế của chúng ta mới đang ở giai đoạn đầu phục hồi, và thị trường chứng khoán của chúng ta đang đi trước, vẫn đang ở cái giai đoạn mà vẫn trong cái giai đoạn phục hồi. Chúng ta còn cả cái giai đoạn đó là thị trường chứng khoán của chúng ta tăng trưởng và bùng nổ với cả một cái giai đoạn về sau. Thế nên là các anh chị đầu tư chung và dài hạn thì các anh chị chúng ta nhìn rộng ra, và chúng ta sẽ có những cái kế hoạch đầu tư một cách tốt nhất, chứ không phải là chúng ta cứ lo lắng rằng là thị trường chung điều chỉnh, hay là thị trường chung giảm, hay là thị trường chung gãy chen. Đấy là chia sẻ với tất cả các anh chị. Từ đó chúng ta rất là thoải mái trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Với cái quan điểm cá nhân của Thế thì đó là chúng ta sẽ yên tâm đầu tư đến hết năm 2024. Hiện tại chúng ta đang ở tháng 8 năm 2023, và chúng ta yên tâm đầu tư đến hết năm 2024 và đến giai đoạn của năm 2025, là lúc đó chúng ta cần phải thận trọng hơn, bằng cách đó là chúng ta giảm quy mô đầu tư của chúng ta xuống. Đó là từ giảm xuống 1/2, 1/3, hoặc là chúng ta chỉ đầu tư 1/10 cái số tiền mà chúng ta đang đầu tư ở trên thị trường chứng khoán khi mà thị trường của chúng ta bước sang giai đoạn của năm 2025. Và từ đó chúng ta vẫn có thể linh hoạt để chúng ta tận dụng các cơ hội. Và điều quan trọng là chúng ta hiểu chúng ta đang ở đâu trong một cái chu kỳ của nền kinh tế, đang ở đâu trong chu kỳ của thị trường chứng khoán. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bài số 01, đó là chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những bài chia sẻ tiếp theo trong khóa học về cơ bản về chứng khoán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.